Xin chào quý bà con. Nhắc tới vitamin B1, bà con sẽ nghĩ ngay tới hai cụm từ, đó chính là kích rễ, cái thứ hai đó là đâm tường cực kỳ mạnh. Và với một đặc tính nữa, đó chính là vitamin B1 phù hợp cho cái quá trình trồng rau hữu cơ, trồng rau sạch và sản xuất trái cây phù hợp với tiêu chuẩn của chất lượng xuất khẩu ra nước ngoài. Vậy thì để làm sao biết được vitamin B1 như thế nào thì hãy tiếp tục xem video này của em nhé. Cảm ơn quý bà con. Style vitamin B1, đây là một dòng phân bón kích rễ cực nhanh và đâm rễ cực mạnh. Thì đối với dòng sản phẩm này, ở dạng đó chính là gelatin, iron và phốt phát. Cho nên là phân bón sẽ ở dạng là dung dịch màu vàng nhạt, bà con thấy không ạ? Thì đối với dòng sản phẩm này sử dụng được rất là nhiều cái chu kỳ cũng như nhiều cái giai đoạn của cây trồng. Em ví dụ như là sau khi gieo trồng này, hoặc là khi rong cành này, khi ra hoa này, khi đậu trái này, hoặc là sau khi mình muốn xử lý hạt giống cũng được. Đó. Thì vitamin B1 này có rất là nhiều cái đặc tính như thế nên là có thể hỗ trợ cho vấn đề là tăng chất diệp lục này, kích thích bộ rễ phát triển này, rồi làm cho bộ lá xanh tươi mướt bóng này, rồi là làm cho bông của mình chỗ đều này, làm cho hạt của mình chắc này, làm cho trái của mình đó là ngọt này, nặng ký này, đậm màu sắc này. Đó. Thì sử dụng vitamin B1 các bà con có thể sử dụng xuyên suốt trong quá trình trồng trọt cũng như là sinh sản cho cây. Và để hiểu được hơn về cái dạng sản phẩm vitamin B1 này sử dụng như thế nào thì như em nhắc đó, sau khi gieo trồng, rồi khi ra hoa, khi đậu trái, hoặc là khi xử lý hạt giống, hoặc là sau khi thu hoạch. Vậy để sử dụng như thế nào cho hiệu quả thì bà con hãy liên hệ trực tiếp số hotline bên dưới cho em biết được tình trạng của cây mình của mình như thế nào. Em sẽ tư vấn và hỗ trợ trực tiếp cho bà con để có thể sử dụng vitamin B1 một cách hiệu quả nhất nhé và tiết kiệm nhất có thể. Cảm ơn quý bà con rất là nhiều.